Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngay trước mặt chúng ta đây là những con dao mèo phúc sen mà 4 năm anh em chúng tôi đã rèn 4 ngày hôm nay rồi. Hôm nay anh em chúng tôi lấy những con dao này đi làm vỏ và tra cán tại xưởng rèn có địa chỉ tại xã Phúc Sen, Quảng Hòa, Cao Bằng. Tại đây anh em chúng tôi đã gọi là tra cán làm vỏ và gần như là hoàn thiện rồi. Đây là những con dao mà anh em chúng tôi đã làm gần như là xong các bạn ạ. Chỉ còn một khâu cuối cùng, đó là tra dầu bóng làm cho con dao nó nhìn đẹp mắt hơn thôi. Đấy, còn cơ bản là hoàn thiện các bạn nhé. Trước tiên tôi quay đây qua một chút để các bạn xem được những con dao này, hình dung được những con dao này. Đó, những chiếc vỏ rất là đẹp, rất là đẹp các bạn ạ. Đây là những chiếc vỏ dao làm bằng gỗ cẩm chỉ ở trên núi đá Cao Bằng. Gỗ cẩm chỉ là một loại gỗ rất là quý hiếm, có vân rất là đẹp, có hoa văn rất là đẹp, và nó có độ bền, độ dai, độ dẻo rất là lý tưởng, được dùng vào nhiều loại mục đích khác nhau, đặc biệt là làm vỏ dao rất là tuyệt vời. Đây, tôi quay lướt qua sơ qua để các bạn hình dung được những con dao đây thôi. Còn ngay bây giờ tôi sẽ gọi là giới thiệu chi tiết đến với các bạn nhé, từng mẫu dao, từng loại dao. Trước tiên chúng ta sẽ đi theo hướng này. Đấy, đi theo hướng này. Đây là con dao mèo. Loại này dài 24cm, rộng 5cm, dày 4-5mm, cán bằng vỏ cán bằng gỗ nghiến, lõi nghiến các bạn nhé. Đấy, chốt đồng. Con này có giá 400.000, anh em chúng tôi bán tại xưởng 400.000. Loại này có 5 con, tất cả đều làm bằng cán bằng gỗ nghiến hết. Đây này. Đấy, tiếp theo cũng là loại dao đấy, cùng cỡ kích thước như nhau, tuy nhiên được làm bằng cán, được làm bằng gỗ cẩm chỉ, có hoa văn rất là đẹp. Đây, đó, gỗ cẩm chỉ. Đây, toàn bộ khuôn này là gỗ cẩm chỉ các bạn nhé. Những con này anh em chúng tôi bán tại xưởng có giá là 500.000 các bạn nhé, 500.000. Đây, tiếp theo cũng là dao mèo, loại này to hơn. Đó, độ dài của lưỡi dao là dài 30cm, 30-32cm, độ rộng là 6-7cm. Độ dày của nó như nhau, 4-5mm. Cán bằng gỗ cẩm chỉ, có chốt đồng. Những con dao này anh em cho tôi bán với giá là 700.000 một con, 700.000 một con tại xưởng các bạn nhé. Đó, đây cũng là những con dao cùng kích cỡ kích thước thôi. Đây, còn ở trên này có hai con dao khá, nó rất là to và rất là dài. Đây, con này này, con dao này có độ dài của lưỡi, độ dài của con dao này dưới tính cái phần lưỡi không nhá, là 40cm các bạn ạ, 38-40cm. Đây, có cái vỏ rất là dài. Đấy, con này anh em cho tôi bán 1.000.000 một con, vỏ và cán bằng gỗ cẩm chỉ, có chốt đồng ở đây. Đó, những con dao này dài nên khó vận chuyển, giá cả nó cao hơn một chút, và nó tốn cái nguyên liệu làm vỏ sắt. Đấy, con này ngắn hơn một chút, con này có độ dài là từ 35-38cm, cán và vỏ bằng gỗ cẩm chỉ, chốt đồng. Con này anh em chúng tôi bán 900.000 tại xưởng. Đó, còn đây là những chiếc vỏ
làm bằng gỗ cầm chỉ. Vừa rồi anh em chúng tôi đã giới thiệu qua cho các bạn biết rồi. Đó, trông rất là đẹp mắt các bạn nhé. Những con dao phúc sen được rèn rất là kỹ, được chọn. Chúng tôi chọn nhíp của ô tô ra để rèn những con dao này. Những con dao này được rèn bằng nhíp ô tô các bạn nhé, bằng nhíp của ô tô 100%, chất lượng rất là tốt, rất là bền, rất là sắc bén. Các bạn mua về dùng thì yên tâm các bạn nhé. Đó, ai có một nhu cầu mua dao thì hãy liên hệ với anh em chúng tôi. Anh em chúng tôi để số điện thoại ở trên màn hình, hoặc là liên hệ qua Zalo với anh em chúng tôi các bạn nhé. Đó, cảm ơn anh em đã xem. Rất mong anh em sẽ bấm vào nút đăng ký của kênh để cập nhật những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.